Chơi nha. Sao? Cái gì con? Đâu cái đầu con hả? Sao vậy? Sao đâu con? Hả? Có cục mụn trong đó hả? Đâu? Cái gì trong bụng con? Một ruồi hả? Một ruồi trong bụng con luôn hả? Rồi đi về nghe. Ha. Khó. Các bị đau ở trong đó sao mà đi chơi? Khóc luôn. Thì mẹ khỏi ngủ. Đi về nha. Chứ sao? Chứ giờ sao? Đây. Hả? Đây. Đây. Chờ ở đâu? Chờ ở đâu? Hả?